Hello, hôm nay Lung Nghiệp mình xin chào toàn thể các anh em. Để đến với cái video của ngày hôm nay ấy, tiếp tục mình vừa mới về được 6 chú chó con nha anh em. 4 chú đen, 2 chú vàng. Đấy. Anh em nhìn đi. Chú nào cũng đẹp nhưng mà chỉ có một duy nhất một em chân trắng chân nhá. À quên, đây chân như này. Đấy, màu đen đen tuyền nhưng mà chân lại trắng ấy. Cả chân sau luôn nhé, chân sau cũng có. Đấy. Anh em thích yêu thích cái dòng đen như thế này thì anh em cứ đón về. Để hàng trong nhà thì cực kỳ ok đấy anh em ạ. Đây một đôi đôi vàng này cũng là một đôi luôn đấy nha anh em nhé, một cặp ấy. Đấy. Tiếc là không được em nào huyền đề bốn chân với lại coi như là lưỡi đốm. Tiếc quá. Bởi vì là mấy cái hàng khó tìm. Nhưng đây chân đây này. Đấy, chân con nào cũng như này nha anh em. Đấy. Anh em nhìn thấy chưa? Kìa, chân con kia cũng thấy kìa. Đấy. Con nào cũng vậy. Mấy em sù này thì cực đẹp luôn này. Đây hai em sù này thì cực đẹp. Được duy nhất hai em. Này mà được màu lâu đỏ nữa thì đẹp quá. Anh em nào yêu thích thì vẫn có thể là liên hệ theo số điện thoại của mình để dưới góc của màn hình nhé. Thì có hai em sù này là huyền đề hai chân sau thôi này. Đấy, có duy nhất hai em nó là huyền đề hai chân sau. Thế còn lại là đen kia là không có con nào huyền đề luôn. Anh em xem thì đừng quên cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Anh em nào thích một đôi sù mộc này, sù mập này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp vào số Zalo của mình. Mình dùng luôn Zalo trực tiếp đấy nha anh em nhé. Rồi hôm nay thì là video của mình về một đàn chó đen với hai em sù đến đây là kết thúc. Mình xin cảm ơn đến toàn thể các anh em và xin chúc cho các anh em coi như là luôn luôn gặp được niềm vui trong cuộc sống. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau.